Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mãi Lực Dương Quý vị và các bạn thân mến Nhiều chị em than phiền là nửa kia bỗng thiếu nhiệt trốn phòng the Mà không biết rằng có nhiều thủ phạm gây ra những trục trặc của chồng mình Hãy xem video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này ở tuổi ngoài 30, chồng chị Lan ở Hà Nội mấy tháng nay không còn ham thích khi gần gũi vợ Chị cho biết ngày xưa được 3 thì nay còn một thời gian cũng bị rút ngắn chỉ còn vài phút Đã thế anh quên luôn cả phần mở bài Né sự hụt hẫng, chị cố trao đổi với chồng xong chỉ nhận được một câu trả lời không biết tại sao. Chuyện vợ chồng anh Hoàng ở Sóc Sơn cũng không khá hơn mấy. Chồng em mới 37 tuổi mà hơn 6 tháng nay anh như người khác rất lời yêu hoặc miễn cưỡng không dạo đầu, chỉ làm liền và như là không có cảm giác gì cả. Em có hỏi nhưng ảnh không có giới thiệu và giải thích gì. Anh buồn và em cũng buồn và lo lắng lắm. Chị Ánh Mai ở Đồng Nai cho hay chồng chị gần đây có dấu hiệu rất kỳ là chị thích làm chuyện ấy lúc nửa đêm trước đây không phải như vậy chị hỏi lý do thì anh bảo là lúc đó mới cưng cứng lên được tình trạng này kéo dài làm chị rất mệt mỏi để trả lời những nỗi niềm thầm kín khi người chồng bỗng dưng thành người khác, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Quán Anh, chủ tịch hội y học giới tính Việt Nam cho biết rằng, mới ngoài 30 là độ tuổi vẫn còn được xem sung sức nhất, không thể nào thờ ơ với vợ trong chuyện chăn gối. Bình thường từ 40 tuổi nam giới mới bước vào nhóm tuổi mãn dục nam. Tuy nhiên, ngày càng nhiều trường hợp có thể bị sớm hơn nên phải tìm được nguyên nhân để cải thiện. Phó giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Vũ Lê Chuyên, chủ tịch hội Tiết Niệu Thận học Việt Nam cho rằng việc quan hệ tình dục của người đàn ông phụ thuộc nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố đó là lượng testosterone trong máu cũng như nhiều nội tiết tố khác. Testosterone không phát xuất đều đạn mỗi giờ mà mỗi phút mà có nhịp điệu trong ngày. Đa số người đàn ông testosterone cao vào lúc nửa đêm gần sáng nên thường dễ cương hơn vào lúc nửa đêm. Đó là nhịp điệu sinh học bình thường của người đàn ông. Khi người vợ không thoải mái thì thảo luận lại với chồng. Khi tham vấn thì chúng tôi cũng khuyên không cố định hóa, cơ khí hóa, đừng ấn định rõ ràng ngày giờ vì như thế chuyện chăn gối sẽ trở nên máy móc và tệ hơn mà thôi. Theo các chuyên gia thì những trục trặc trong đời sống chăn gối của nam giới có thể do nguyên nhân, nguyên phát hoặc là thứ phát. Cuộc sống hiện đại tấn công nam giới ở nhiều khía cạnh, từ áp lực công việc, mất ngủ, stress, thói quen ngồi lâu một chỗ, lười vận động đến dinh dưỡng kém, thường xuyên hút thuốc lá, uống rượu bia. Tất cả các tác nhân này cùng với quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể đã tàn phá nam giới, khiến cho nồng độ hormone giới tính nam sụt giảm nhanh hơn và hậu quả là họ không thể tránh khỏi yếu sinh lý dần. Ngoài ra, việc rối loạn đời sống sinh lý cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo mắc phải một bệnh thực thể mạng tính nào đó. Vì thế cần quan tâm đến sức khỏe nam giới một cách toàn diện hơn, không nên chú trọng cải thiện đơn thuần chức năng cương hoặc là kích thích nhất thời mà quên đi sức khỏe nền tảng. Điều kiện y đi học hiện nay tại Việt Nam thì các chuyên gia khẳng định rằng đa phần những trục trặc sinh lý nam giới đều có thể chữa trị hoặc làm giảm bớt mức độ của chúng. Với từng bệnh, mức độ cơ địa mà sẽ có những giải pháp cụ thể đôi khi đòi hỏi nam giới phải kiên trì chữa trị. Các giải pháp chung bao gồm điều trị về tâm lý, hành vi, điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, dùng thuốc, đặc hiệu và phẫu thuật. Nồng độ testosterone thấp thường xảy ra sau tuổi 30 và 40, đồng nghĩa với việc nam giới bắt đầu bước vào tuổi mãn dục nam với các biểu hiện sức khỏe toàn thân như là tăng các bệnh lý tim mạch, rối loạn hô hấp, rối loạn thần kinh, béo phì, béo bụng, giảm cơ, dễ gãy xương và thiếu máu và các biểu hiện sinh lý như là giảm ham muốn này, rối loạn cương, rối loạn xuất tinh và khó có con. Do đó nam giới cần quan tâm và chăm sóc sức khỏe nền tảng cũng như đời sống sinh lý đúng cách và từ sớm. Khi các triệu chứng rối loạn kéo dài và tăng nặng cần đi khám ở các bệnh viện uy tín để được điều trị phù hợp. Ngoài ra các chị em cũng nên cho chồng mình sử dụng sản phẩm như mãnh lực dương Sản phẩm này được bán với giá dao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên Công dụng của mãnh lực dương là gì? Giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý ở nam giới Giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam Hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do thận hư Thành phần như sau Mỗi viên chứa chiết xuất dược liệu cao xà sàng tử 100mg, cao dâm dương hoắc 80mg, cao kim anh tử 80mg, cao bạch tật lê 80mg, cao mật nhân 60mg, cao ngũ vị tử 30mg, cao kỳ tử 30mg, kẽm gluconate 30mg, l carnitine 30mg, lycopene 3mg. Cách sử dụng như sau. Chúng ta uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi trưa và buổi tối sau ăn 30 phút. Đối tượng sử dụng là dùng cho nam giới trưởng thành suy giảm chức năng sinh lý, đau lưng mỏi gối do so thận hư. Cảnh cáo sức khỏe là không sử dụng cho nam giới dưới 18 tuổi, những người mẫn cảm bất kỳ một thành phần nào của sản phẩm. Không nên uống rượu bia khi sử dụng vì sẽ làm giảm tác dụng của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, trẻ ánh nắng trực tiếp và để xa tầm tay của trẻ em Các bạn có thể mua sản phẩm mãnh lực dương qua hotline hoặc zalo số 089 991 8585 Để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm như tình trạng bệnh lý của từng người Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh mãnh lực dương và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn